Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị so sánh của tác giả Amy Trúc Trần đang trên trang Facebook cá nhân về việc tiến hành lễ tịch điên giữa Nhật Bản và Việt Nam thời Cộng sản vào ngày 10 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lễ tịch điên tại Nhật Bản Trong khi ở xứ Đồng Lào, lễ tịch điên năm nào cũng được các quan chức Râm rộ mang theo cả ekip báo chí truyền thông tiền hô hậu ủng thì mấy ai biết rằng tại một đất nước khủng mạnh của xứ sở mặt trời mọc lễ tịch điền lại diễn ra hết sức giản dị không phù trường hàng năm lễ tịch điền nhật bản noi theo gương vua cha là nhật hoàng Showa, người đã khởi xướng việc này từ năm 27 nhà vô tự mình trồng và thu hoạch lúa một loại cây truyền thống và chủ yếu ở nhật bản tại cánh đồng lúa trong hoàng cung Nghi thức lễ tịch điền Nhật Bản rất đơn giản với hình ảnh Nhật Hoàng Akihito trong trang phục thường Nhật, mang ủng cầu su và tự tay trồng lúa, nhổ lúa. Và chỉ có một người đi theo để ghi lại hình ảnh này chứ không có ồn ào, đông người và nhiều nghi thức, nghi lễ phụ trường. Trong khi đó, Hoàng hậu Michiko lại nuôi tầm tại trung tâm nuôi tầm Hoàng cung. Bà nuôi tầm bằng lá dâu, noi theo gương của tiền nhân là Hoàng hậu Dowager Soken, vợ của Nhật Hoàng Minh Trị. Mỗi mùa xuân hoàng hậu bắt đầu nuôi từ 120.000 đến 130.000 con tầm, chăm sóc chúng trong suốt hơn 2 tháng và thu hoạch cả 150 kg kén tầm vào đùa mùa hè. Một số tờ này được dùng để phục hồi là những trang phục cổ có giá trị lịch sử được hoàng gia giữ gìn từ thế kỷ thứ 8, đang được gìn giữ tại kho lưu trữ bảo vật hoàng gia Shoshon ở Nara, cái đó là thủ đô của Nhật Bản. Có thể nói, chính sự giản dị không phu trương và luôn duy trì truyền thống lao động cần cù, từ cung tự cấp đã làm nên một quốc gia Nhật Bản hung mạnh như ngày nay.